Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên giới. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy là tình hình ở tại châu Âu rất phức tạp. Cái sự phức tạp nó không chỉ đơn thuần là quần chúng nhân dân, mà chính những quyết sách của những nhà lãnh đạo đã gây ra mâu thuẫn trầm trọng trong xã hội với những quyết định hỗ trợ cho Ukraine và chống lại Nga, với những tuyên bố của nhà lãnh đạo liên quan đến đường biên giới của Nga, cũng như trực tiếp tới cuộc xung đột đang diễn ra ở trên chiến trường. Trong khi đó, tình hình đang rất xấu đi ở ba lĩnh vực, ở ba mặt trận. Mặt trận thứ nhất là địa chính trị ngoại giao của cả tập thể phương Tây. Vấn đề thứ hai là nội bộ của quần chúng nhân dân của châu Âu. Vấn đề thứ ba là tình hình đang ngày càng xấu về xung đột diễn ra ở tại Ukraine. Qua những tuyên bố của quan chức Ukraine đã cho thấy là về bản chất cuộc phản công lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại hoàn toàn. Mặc dù họ vẫn nói rằng đây chưa phải là cuộc phản công quy mô lớn nhất của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng nhìn vào những gì tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine, người ta cũng đã thấy rằng đây đã là một cuộc phản công quy mô lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng vũ trang Ukraine rồi. Không còn cái cuộc phản công nào lớn hơn thế nữa, còn trong tương lai thì còn chưa rõ. Trong tương lai thì cái nguồn nhân lực của Ukraine không thể đào tạo trong một vài tháng mà có thể tham chiến chiến trường để tạo ra hiệu quả ở trên hiệu quả chiến đấu được. Vì trong chiến tranh hiện đại là tác chiến điện tử, là vũ khí kỹ thuật, chứ nó không phải là vũ khí bộ binh thông thường. Cái động thái của tập thể phương Tây như là tăng gấp đôi nguồn viện trợ, tìm kiếm binh sĩ chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine, chúng ta đã thấy cái nguồn nhân lực của Ukraine đã bị tiêu hao rất lớn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thành công trong việc sử dụng các đợt tấn công chính xác cao để làm tiêu hao nguồn nhân lực và khả năng chiến đấu của binh sĩ Ukraine, được thể hiện rõ trong thời gian gần đây. Còn đối với Wagner ngày hôm nay, thực sự nó là một pháo đài đe dọa toàn bộ không gian của phương Tây rồi. Một mình Wagner có thể ủi và san bằng toàn bộ châu Âu. Sườn phía đông của NATO nó không còn là lá chắn thép và càng không phải là yếu tố đe dọa Liên bang Nga nữa. Mà chính Wagner đang đe dọa và tạo gánh nặng áp lực đối với không gian an ninh của châu Âu. Đây là một mối lo ngại hiện tại và lâu dài đối với châu Âu, vì nó khó có thể nối lại bình thường quan hệ với Liên bang Nga. Mà khi không nối lại bình thường quan hệ với Liên bang Nga thì bản thân châu Âu không cơ hội để phát triển lại kinh tế của chính mình. Ví dụ như câu chuyện dân Đức bị sốc trước tuyên bố của Thủ tướng Arso về biên giới của Nga. Nếu như nói về 6 tháng đầu tiên của xung đột Nga và Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, thì ông Arso còn giữ ở cương vị là độc lập, trên cương vị là một nhà thiết lập hòa bình giữa Nga và Ukraine, còn đưa ra những thông điệp để bảo vệ quyền lợi cho nước Đức. Nhưng mà sau khi dòng chảy phương Bắc bị nổ tung, đó là Bắc 1, Bắc 2 bị nổ tung, thì đến bây giờ Đức buộc phải ngồi trên con thuyền của nước Mỹ, buộc phải tuyên bố những chính sách cực đoan là chống lại Nga tới cùng, hỗ trợ cho Ukraine tới cùng. Nhưng bản thân ông Arso tuyên bố nó chỉ là thông điệp về online, còn bản thân ông ta cũng đã biết sự thất bại thảm hại của lực lượng vũ trang Ukraine rồi. Cho đến ngày hôm nay, hầu hết xe tăng của Đức viện trợ đã bị thiêu rụi trên chiến trường, hoặc chính binh sĩ Ukraine phá hủy nó trên con đường hành quân. Người dùng Twitter của Đức đã chỉ trích Thủ tướng Đức Alonso, người đã gọi viện trợ mở rộng biên giới của Nga diễn ra sau kết quả trưng cầu dân ý là vi phạm quy tắc độc lập quốc tế. Mỹ, NATO, EU và Đức đã thực hiện các cuộc tấn công vi phạm luật pháp quốc tế trong hơn 50 năm qua, nhưng ngài im lặng về điều này, nguyên tắc bất bình đẳng ở đâu? Arso thì tuyên bố về những vi phạm của Nga, nhưng mà chính tập thể phương Tây là kẻ vi phạm vào tất cả công ước của Liên Hợp Quốc, vào luật pháp quốc tế, thực hiện cho chính sách độc tài cai trị của phương Tây, thể hiện và ỷ lại về công nghệ riêng của mình, về khối liên minh quân sự của mình, để tự ý đưa ra tất cả mọi quyết định cho nhân loại. Thì đến ngày hôm nay, sự bất bình đẳng đó không tiếp tục tồn tại được nữa. Đồng minh chư hầu Hoa Kỳ đang phải cắt máu của bản thân mình, mất quyền lợi của công dân của mình để phục vụ và làm chư hầu trung thành cho Nhà Trắng, vì chính bản thân họ cũng không có lựa chọn nào khác. Hãy để cho ông ta nhớ đến biên giới của Nam Tư, Afghanistan, Iraq và những nước khác nữa ở trên thế giới, để thấy sự bất bình đẳng mà chính Mỹ, NATO đã tạo ra việc này. Thay vì đóng vai trò trung gian giữa Nga-Ukraine, ông Arso lại trở thành người tham gia vào cuộc xung đột một cách thô bỉ,
Rõ ràng điều này không áp dụng cho NATO. Tổ chức này càng tiến gần đến biên giới của Nga thì là càng mối đe dọa đối với cả lục địa châu Âu ngày hôm nay. Ngay kể cả Liên minh châu Âu là một liên minh về kinh tế thì đến bây giờ đã trở thành liên minh cung cấp vũ trang cho Ukraine, đã đặt toàn bộ châu Âu dưới trướng của Nhà Trắng để phục vụ quyền lợi cho Hoa Kỳ. Đó là những thảm họa cho chính công dân châu Âu ngày hôm nay. Bên cạnh đấy thì chuyên gia nêu là những lợi thế chiến thuật mới của lính tăng Nga chống lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Lính tăng Nga đã sử dụng chiến thuật mới chống quân đội Ukraine ở hướng Lyman. Bộ phòng Nga cho biết là chuyên gia quân sự đó là Kolovalov bình luận với Sputnik về việc này. Các đội xe tăng T-90A của quân khu trung tâm đã phá hủy thành trì và thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Lyman, sử dụng chiến thuật mới này, Bộ phòng Nga đưa tin. Lợi dụng địa hình thực địa, lính tăng trên các phương tiện chiến đấu tiến đến vị trí khai hỏa ở khoảng cách đó là bắn trực tiếp. Sau khi nhận được tọa độ mục tiêu từ đơn vị trinh sát, chỉ huy xe tăng sử dụng chiến thuật hỏa lực mới, bao gồm việc sử dụng nhiều loại đạn khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn để phá vỡ toàn bộ thế của lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia quân sự ghi nhận ưu điểm của chiến thuật này. Việc sử dụng liên tục các loại đạn dẫn đường này trên thực tế là tên lửa và đạn pháo, bao gồm cả đạn nổ mạnh với khoảng cách ngắn này, là một phương cách tác động hỏa lực mạnh hơn vào một số công sự cứ điểm nhất định. Hỏa lực tổng dồn dập trong việc sử dụng chỉ một đơn vị đó chiến đấu, chẳng hạn như một xe tăng, mà tác động ở cường độ rất mạnh. Ukraine cũng thừa nhận đang vấp phải sự kháng cự rất mạnh và quyết liệt từ lực lượng vũ trang của Ukraine. Đó là sự thừa nhận thất bại hoàn toàn trong cuộc phản công vừa qua. Ông giải thích sự cần thiết phải thay đổi chiến thuật trên chiến trường. Đây là một cuộc chiến tranh hiện đại, và ở đây chúng ta cần tìm cách thay đổi phương pháp đó là tiếp cận, bởi vì kẻ thù sử dụng kiến thức khác nhau trong chiến thuật và chiến lược của quân đội phương Tây. Tương ứng thì quân đội Nga không ngừng tìm các phương pháp mới để tiêu diệt kẻ thù, và trong các hoạt động tấn công, trong các hành động của thiết giáp, điều này cần phải được thực hiện bởi vì mọi thứ thay đổi khá nhanh trên chiến trường. Và lực lượng tăng của Nga vẫn thể hiện sự hiệu quả của mình ở trong vấn đề đó là cận chiến, để tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine. Và bản thân Ukraine cũng thừa nhận là sự tổn thất rất lớn và gặp khó khăn ở trên toàn chiến tuyến. Ở đâu cũng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ đến từ lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Còn chuyên gia phương Tây nói rằng giai đoạn đầu của phản công của Ukraine đã thất bại. Đòi hỏi sự thay đổi sau đó về chiến thuật. Ông đại tá quân đội Áo, đồng thời là một nhà phân tích quân sự, cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình của Đức, đó là NTV, trong ngày vừa qua. Theo tôi thì giai đoạn đầu của cuộc phản công Ukraine đã thất bại hoàn toàn. Chuyên gia này đánh giá, đồng thời nhận định Ukraine nhận ra rằng là Nga được chuẩn bị quá tốt trước bất kỳ nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến nào của Nga. Họ này, Ukraine này, cũng cảm thấy mình không được chuẩn bị những gì cần thiết trong cuộc tổng tiến công lớn. Ông cho rằng là sau đó quân đội Ukraine đã thay đổi đó là chiến thuật. Ông tin rằng Ukraine đang cố gắng tiến công thành các nhóm nhỏ. Chiến thuật này diễn ra rất chậm nhưng mang lại thành công. Theo ông thì nhiều cuộc giao tranh dữ dội hơn dự kiến sẽ diễn ra trước thềm thượng đỉnh của NATO ở tại Litva đấy, bởi lực lượng Ukraine muốn một lần nữa cho thấy rằng họ có thể giành lại lãnh thổ. Nhưng mà trong thực tế, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch, quân đội Ukraine đã bị thất bại hoàn toàn trong các kế hoạch đó là phản công, và không mang lại hiệu quả như họ đang mong muốn. Trong cuộc phản công trước ngày 11-12 tháng 7, với mục đích để lực lượng vũ trang Ukraine để khẳng định với lại NATO rằng chúng tôi luôn có khả năng giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ, với mong muốn trở thành tư cách thành viên của NATO. Nhưng bản thân họ cũng đều hiểu rằng dù trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine cũng không thể thay đổi và ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga thì sẽ tuyên bố là ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO, ông Medvedev tuyên bố. Ukraine không bao giờ có cơ hội để trở thành thành viên NATO, bởi vì Ukraine trở thành thành viên NATO có nghĩa là Liên bang Nga đã thất bại.
và tương lai vận mệnh của Liên bang Nga sẽ bị đe dọa, không còn tồn tại trên bàn cờ quân sự thế giới nữa. Moscow sẽ ngăn chặn mối đe dọa Ukraine gia nhập khối này bằng cách này hay là cách khác. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo việc này. Cựu Thủ tướng Nga ông Medvedev tuyên bố là Nga yêu cầu các mối quan ngại về an ninh của họ liên quan đến NATO được liên quan đến NATO được tôn trọng, nhưng không có ý định cũng như là khả năng đó là kiềm chế khối quân sự của Mỹ đứng đầu. Quan chức này đã lập luận trong một bài báo quan trọng là chống lại quan điểm cho rằng là Nga đã tính toán sai lầm nỗ lực ngăn chặn sự mở rộng của NATO vào Ukraine, khiến Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập. Ông lưu ý rằng là cả hai quốc gia Bắc Âu đã liên kết với lại liên minh. Điều mà Nga luôn kêu gọi là không mời những phần đất cũ của đất nước chúng tôi gia nhập NATO, đặc biệt là những nước mà chúng ta có sự tranh chấp về lãnh thổ, ông Medvedev viết. Và sẽ ngăn chặn bằng tất cả mọi biện pháp để Ukraine trở thành thành viên của NATO. Và chúng ta hiểu bằng tất cả mọi biện pháp, trong đó có tính đến vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đấy thì tướng Sergei Shoigu tuyên bố là Nga đã tiêu diệt gần như hoàn toàn xe tăng Leopard của Ukraine mà Đức đó là cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nói về cuộc nổi loạn của BMZ. Wagner và người sáng lập Prigozhin đã tổ chức vào ngày 24 tháng 6 vừa qua đấy. Ông Sergei Shoigu cho biết là kế hoạch gây bất ổn tình hình trong nước của ông Prigozhin đã thất bại do các hành động của nhân viên lực lượng vũ trang của Nga. RIA Novosti đưa tin, ông đồng thời cho biết là hành động khiêu khích của Wagner không ảnh hưởng đến hành động quân đội Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Tính năng tấn công của Ukraine bị suy giảm. Nói về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động đặc biệt thì Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng lực lượng vũ trang của Nga đã giảm được tiềm năng tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine thông qua các hoạt động tấn công có độ chính xác cao của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Quân đội Nga đã phá hủy 16 Leopard do Đức sản xuất cung cấp cho Ukraine ngày hôm nay. Hầu hết đã bị đó là tiêu diệt, làm cho tiềm lực tấn công lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng sụt giảm và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ quyết liệt đến từ Liên bang Nga, khiến cho lực lượng ngoài chiến tuyến phải tìm con đường để rút quân. Mọi tuyên bố trên online của Tổng thống online Zelensky, họ đang đòi đất ở trên online. Những chiến thắng cũng ở trên online, trong khi tập thể phương Tây đang cuống cuồng tìm các sách lược để đối phó với tình hình của lục địa đang bị bất ổn bởi biểu tình bạo loạn đốt phá cướp bóc diễn ra ở tại Pháp, rồi tìm ra đối sách hiện tại và tương lai lâu dài để đối phó với trung tâm tổng hành dinh của Wagner, rồi tìm mọi cách để làm sao bù đắp lại nguồn nhân lực mà Ukraine đang bị thiếu, rồi khí tài để bù đắp lại đã bị mất trên chiến trường. Còn bản thân Đức thì nêu lý do từ chối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Dù là Đức hay bất kể một quốc gia nào lo ngại, bởi vì lo ngại rằng cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev thì Kiev sẽ sử dụng những loại tên lửa này để tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình thì Thủ tướng Đức Ansoi đã nói về lý do Berlin từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng tất cả đề nghị, tuy nhiên chúng tôi có một nguyên tắc mà tôi từng chia sẻ với Tổng thống Mỹ là chúng tôi không muốn vũ khí cung cấp cho Ukraine được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Nhưng thực tế chúng ta biết rằng khi mà bản thân tên lửa HIMARS và tên lửa tầm xa dẫn đường của Anh cũng như là hệ thống Patriot bị Nga phá hủy ở trên chiến trường thì những vũ khí có tầm bắn xa hay là những tên lửa hiện đại khác phương Tây chuyển giao cho Ukraine cũng không thể thay đổi được cục diện mà sẽ bị Nga đó là tiêu diệt. Thế trong cái tình thế mà phương Tây vẫn đang kiên quyết, không có dấu hiệu để bước bàn đàm phán và không có dấu hiệu leo thang để tiếp tục chuyển giao các khí tài hiện đại cho Ukraine, thì ông Medvedev nói rằng cuộc xung đột Ukraine có thể là vĩnh viễn và kéo lâu dài. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev vừa cảnh báo rằng sự đối đầu của Moscow với phương Tây sẽ kéo dài hàng thập kỷ, còn cuộc xung đột với Ukraine có thể trở thành đó là vĩnh viễn. Đây là một vấn đề lớn đối với lại lục địa châu Âu. Lời cảnh báo của ông Medvedev đang tạo ra một gánh nặng cho chính dư luận của châu Âu, cho người dân châu Âu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, công ăn việc làm cũng như là nền kinh tế chung của họ. Trong một bài đăng trên báo chí, ông Medvedev nói rằng là căng thẳng giữa Nga và phương Tây hiện nay tồi tệ hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962. Khi mà thế giới bị đẩy đến bờ vực của chiến tranh đó là hạt nhân, ông Medvedev cho rằng là chiến tranh hạt nhân rất có thể xảy ra, nhưng không bên nào sẽ có thể chiến thắng. Ông cũng cho rằng là sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột đó là hạt nhân. Ông nêu ra những khác biệt sâu sắc về Ukraine, về hướng đi và cách xây dựng cấu trúc thế giới.
Có một điều mà các chính trị gia thuộc một tầng lớp không muốn thừa nhận, ngày tận thế như vậy không chỉ có thể xảy ra mà hoàn toàn có thể xảy ra, ông Medvedev nói. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng điều mà họ gọi là đe dọa hạt nhân là chiến thuật nhằm khiến phương Tây sợ hãi mà giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow. Trong khi đó thì phương Tây cam kết sẽ sát cánh với Kiev chừng nào còn cần thiết. Còn Ukraine tuyên bố sẽ không đàm phán cho đến khi đẩy hết toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Ông Medvedev cho rằng là Moscow vẫn quyết tâm ngăn chặn Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, loại bỏ mối đe dọa từ Ukraine trở thành thành viên NATO, và chúng tôi sẽ đạt được điều đó cách này hay là cách khác. Vì quy định của NATO là không kết nạp những quốc gia đang xảy ra tranh chấp về lãnh thổ. Những gì đang diễn ra ở phương Tây ngày hôm nay, họ đang đe dọa không gian an ninh của thế giới và đẩy thế giới vào một thế chiến thứ ba nguy hiểm. Một mối lo nguy hiểm đang dần dịch. Trong khi đó Ukraine nói về điều kiện then chốt mà tôi đã chia sẻ là Nga phải rời khỏi bán đảo Crimea để đưa biên giới của NATO về năm 1991. Còn phía Nga cũng đưa ra một lời cảnh báo. Đây là những tuyên bố thiếu thực tế và thể hiện chủ nghĩa phát xít toàn diện của chính ông Zelensky và chính quyền Kiev. Những gì mà Ukraine nói ngày hôm nay nó chỉ có giá trị về thông cáo báo chí và tồn tại trên online, chứ không có giá trị về mặt thực tiễn để hỗ trợ cho Ukraine về một phần nào đó liên quan đến lãnh thổ của Ukraine ngày hôm nay. Chiến dịch quân sự đặc biệt đã trải qua 16 tháng và bước sang tháng thứ 17. Tập thể phương Tây nỗ lực tìm mọi biện pháp để hỗ trợ cho Ukraine đánh bại Nga và khiến Nga thất bại chiến lược. Thì sự thất bại chiến lược ngày hôm nay đang dành cho phương Tây. Phương Tây đang tự đào mồ chôn chính bản thân mình trên mặt trận kinh tế, trên mặt trận dư luận, trên chiến lược quân sự và vũ khí kỹ thuật. Mọi kế hoạch bành trướng của phương Tây đang tự chôn vùi của mình ở sườn phía đông NATO. Họ đang rất e ngại với những động thái và nước cờ mới đến từ Liên bang Nga. Nhưng bản thân họ cũng chẳng thể nào thay đổi được cục diện ở trên chiến trường. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và đôi lời bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.